Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp. Quảng Bình tăng mức tặng quà mừng thọ người cao tuổi. Đối thoại cộng đồng, cách làm hay về phòng chống mua bán người và di cư trái phép. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 16 tháng 7, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ toàn diện có trọng tâm 34 nhóm nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tham mưu thẩm định góp ý các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 130 báo cáo viên cấp tỉnh, 161 báo cáo viên cấp huyện và 1.789 tuyên truyền viên cấp xã. Công tác cải cách hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tăng cường. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được minh bạch, công khai, thực chất đã góp phần rút ngắn 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, Sở đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho trên 4.300 trường hợp, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân được duy trì nghiêm túc. Năm 2018 là năm thứ 6 liên tục, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng xuất sắc. 6 năm liên tục, đứng top đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở ngành cấp tỉnh, trong đó có 4 năm liền đứng thứ nhất. Chỉ số cải cách thể chế, chỉ số về tính minh bạch và chỉ số về thiết chế pháp lý đều đạt cao, tăng hạng, tăng điểm. Các kết quả đạt được trong lĩnh vực tư pháp đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện và duy trì thứ hạng cao về PAPI. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được cũng như một số khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bất cập, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, trước hết cần chủ động tham mưu cho tỉnh tổng kết các nghị quyết 48-49 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 32-33-39 của Ban Bí thư theo kế hoạch đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên ra soát văn bản đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện văn bản không còn phù hợp để tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc ban hành văn bản phù hợp thay thế. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý nhà nước các lĩnh vực công chứng, luật sư, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, giao dịch bảo đảm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các cơ quan để giải quyết tốt các vấn đề liên quan. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nghiêm quy định về tổ chức bán đấu giá, nhất là đấu giá đất, bảo đảm công khai minh bạch để không tạo kẽ hở cho các đối tượng đầu cơ trục lợi. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển tổ chức công chứng ở các địa phương, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Quan tâm tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trên các lĩnh vực công tác tư pháp, nhất là các địa bàn cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp ủy chính quyền cả cấp để thực hiện hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, nhất là trong lĩnh vực tố tụng, tạo niềm tin cho nhân dân, xứng đáng là cơ quan trọng yếu của chính quyền. Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ, đó là phương châm hành động, nhiệm vụ trọng tâm đã được ngành nội vụ xác định tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 vừa diễn ra sáng nay, ngày 16 tháng 7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, ngành nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của chính phủ, của Bộ Nội vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng thể chế, chính sách cũng như trong chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đến nay, 100% cơ quan trung ương và địa phương kết nối trên trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm. 40 địa phương trong cả nước triển khai mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh.
54 trên 63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc sáp nhập các trung tâm cấp sở thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. 437 trên 713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. Ngành nội vụ cũng đã thực hiện tinh giản biên chế hơn 1.000 người trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính. Tại hội nghị, các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nêu lên những hạn chế còn tồn tại của ngành nội vụ trong thời gian qua, như việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện đồng bộ thống nhất, thực hiện sắp xếp cả đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc, chính sách giải quyết dôi dư đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách gặp nhiều khó khăn, công tác đề bạt bổ nhiệm quản lý sử dụng luân chuyển cán bộ công chức chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. Kỷ luật kỷ cương hành chính có lúc có nơi chưa thực sự nghiêm, trách nhiệm của cá nhân tập thể chưa rõ ràng. Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những nỗ lực của ngành nội vụ trong thời gian qua. Để công tác nội vụ được tốt hơn, đồng chí Bộ trưởng lưu ý các bộ ngành địa phương khẩn trương ra soát lại các công việc còn tồn tại chưa làm được và đề ra các phương hướng giải quyết phù hợp, báo cáo về Bộ trước ngày 30 tháng 8. Về các vấn đề cần ưu tiên giải quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh cần tăng cường công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, biên chế công chức viên chức, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, quản lý tốt công tác cả cấp hội, các tổ chức tôn giáo. Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hai dự án luật, luật cán bộ công chức và luật viên chức, luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương trình Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 8. Chiều nay ngày 16 tháng 7, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, cả cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động người nông dân thực hiện nghiêm túc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cả cấp hội đã kết nạp hơn 1.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh là trên 172.000 người, thành lập 84 mô hình kinh tế tập thể, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 44 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả cấp hội nông dân đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý 1.130 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 50.000 lượt hội viên vay với số tiền trên 2.400 tỷ đồng. Đến nay, đã có hơn 113.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp. Hội nghị cũng đã tổng kết 3 năm thực hiện đề án số 24 ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 19 ngày 20 tháng 7 năm 2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền vận động nông dân trong tình hình mới. Đồng thời, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động người nông dân thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gần với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vận động người nông dân tích cực khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, thực hiện các biện pháp chống hạn, tích nước, phòng chống cháy rừng, khơi dậy ý chí vươn lên làm giàu của nông dân, trong đó chủ trọng tư vấn hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Hôm qua ngày 15 tháng 7, Thành ủy Đồng Hới đã tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội 12. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chỉ đạo hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Đồng Hới có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, trong đó đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Việc tuyên truyền cả văn bản về quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng tới cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới đề nghị các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân để nắm bắt và giải quyết những khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo quản lý vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm điều lệ đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Trước mắt là tập trung triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều nay ngày 16 tháng 7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến với chủ đề Quảng Bình 30 năm xây dựng và phát triển. Tại chương trình, đại diện 6 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tham gia giao lưu là ông Võ Văn Khinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thường Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy; ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình; Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Nhất Tinh; ông Mai Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quách Xuân Kỳ, đã chia sẻ những câu chuyện về hành trình nỗ lực phấn đấu năng động sáng tạo và những thành tích tiêu biểu của các tập thể và cá nhân điển hình ở các lĩnh vực nhằm đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Bình trong 30 năm qua. Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến được tổ chức nhằm biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình 30 năm đổi mới và phát triển của tỉnh. Chương trình còn là cầu nối để các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến gặp gỡ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, qua đó tạo sức lan tỏa nhân rộng các điển hình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sáng nay ngày 16 tháng 7, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị, đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có chất lượng. Cấp ủy các khối trực thuộc đã tích cực lãnh đạo cán bộ đảng viên căn cứ nhiệm vụ cụ thể để tham mưu triển khai có hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên. Việc tổ chức học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện kịp thời. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 100 đối tượng kết nạp đảng, trên 120 đảng viên mới, 6 hội nghị báo cáo viên. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy khối quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra về việc triển khai thực hiện các chuyên đề, chương trình hành động, quy chế làm việc của Đảng ủy khối. Tổ chức 3 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất về các nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể, cấp ủy cơ sở tiếp tục bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ và phương hướng đã đề ra trong năm 2019 để chỉ đạo cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, các chương trình hành động của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ, kịp thời bổ sung kiện toàn cấp ủy khi có biến động, ra soát bổ sung quy hoạch để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, chỉ đạo tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường quản lý cán bộ công chức, tăng cường công tác tổ chức xây dựng đảng, quan tâm sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc đã đề ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tại hội nghị, một chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 8 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2014-2018 đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Khối thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong những tháng đầu năm 2019, bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn của đơn vị, công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua các trường chuyên nghiệp cũng đã có nhiều đổi mới thiết thực và đạt hiệu quả cao trên nhiều mặt. Những nội dung và quy định quy chế về công tác thi đua khen thưởng đều được các đơn vị cụ thể hóa, phù hợp với đặc trưng nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, nên đã tích cực động viên cổ vũ khích lệ đông đảo cán bộ công chức viên chức trong toàn khối tham gia.
các phong trào thi đua ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu và thiết thực, đã tạo nên một phong trào thi đua thực chất trong toàn khối. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khối thi đua các trường chuyên nghiệp đã xây dựng kế hoạch hoạt động thi đua 6 tháng cuối năm 2019. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên lồng ghép các chuyên đề, nghiệp vụ trong sinh hoạt, trong hoạt động phong trào, coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến. Dịp này, hai tập thể đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích trong công tác năm 2018. Khối thi đua các khối đặc thù cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, 14 hội đặc thù trong tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, cổ vũ động viên cán bộ, hội viên đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, các hội thành viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về vai trò ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua đối với công cuộc đổi mới của Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để động viên cổ vũ phong trào thi đua của từng đơn vị. Tại hội nghị, hai đơn vị xếp thứ nhất và nhì khối là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã nhận cờ thi đua năm 2018. Bốn đơn vị xếp thứ ba khối thi đua là Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hôm nay ngày 16 tháng 7, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tính đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có tổng số hơn 230.000 hội viên sinh hoạt ở 24 hội, chi hội khuyến học trực thuộc tỉnh hội, 159 hội cấp xã, phường, thị trấn. Trong 6 tháng, các cấp hội tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức các hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học ở khắp các địa bàn toàn tỉnh. Các cấp hội trong tỉnh đã vận động nguồn quỹ hội với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Qua đó, học kỳ 2, năm học 2018-2019 đã tiến hành trao học bổng cho các em học sinh trong toàn tỉnh đạt thành tích cao trong học tập với số tiền hơn 23 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội trên địa bàn cũng đã duy trì tốt các mô hình học tập như tiếng trọng khuyến học, cộng đồng học tập, đội tuyên truyền măng non. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm thống nhất các giải pháp để thực hiện, đạt và vượt mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng còn lại của năm 2019. Hôm nay ngày 16 tháng 7, huyện Lệ Thủy đã khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm, đồng thời đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác. Từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy đã có nhiều khởi sắc, sản xuất nông lâm thủy sản đã có bước tăng trưởng về cả diện tích, năng suất và sản lượng. Lúa đông xuân đạt năng suất 69,19 tạ trên 1 hecta, cao nhất từ trước đến nay. Tổng đàn gia súc gia cầm tăng so với cùng kỳ. Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn đã được khoanh vùng và công tác kiểm dịch được đẩy mạnh. Công tác trồng chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm đúng mức. Nhờ đó, trong mùa khô, trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đầu tư thực hiện. Huyện cũng đang tập trung chỉ đạo việc sáp nhập một số khu dân cư, thôn xã trên địa bàn theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, mọi công tác chuẩn bị cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 cơ bản hoàn thành. Tháng 7 này, khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận, ngày 20 tháng 7 năm 2019.
truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình tăng mức tặng quà mừng thọ người cao tuổi. Đối thoại cộng đồng, cách làm hay về phòng chống mua bán người và di cư trái phép. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa thông qua nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức tặng quà mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, mức tặng quà được điều chỉnh tăng lên 100.000 đồng mỗi suất quà mừng thọ. Theo đó, người thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tặng quà với các mức như sau. Người trên 100 tuổi 700.000 đồng, 95 tuổi 600.000 đồng, 85 tuổi 450.000 đồng, 80 tuổi 400.000 đồng, 75 tuổi 350.000 đồng, 70 tuổi 300.000 đồng. Việc tặng quà mừng thọ đối với người cao tuổi bằng hiện vật, bằng tiền mặt hoặc bằng cả hiện vật và tiền mặt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội người cao tuổi tại địa phương. Kinh phí mừng thọ người 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi phí thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí tặng quà người ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện thị thành đoàn phối hợp với cộng đồng khởi nghiệp Quảng Bình thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm giúp thanh niên tiếp cận các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tổ chức tư vấn việc làm cho trên 2.100 lượt người, cung ứng giới thiệu việc làm cho gần 300 người, 190 người xuất khẩu lao động, 96 học sinh du học ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Tỉnh đoàn phối hợp với Đại học Huế tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp năm 2019 với sự tham gia của 1.500 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Công tác bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ đoàn, hỗ trợ học sinh sinh viên trong nghiên cứu khoa học được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ mở rộng thị trường, trả thưởng linh hoạt nên trong 6 tháng đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình đã thực hiện đạt và vượt cả chỉ tiêu kế hoạch được giao. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình có trên 100 đại lý, phát hành các loại vé số như vé sổ số truyền thống, vé lô tô và vé sổ số biệt kết quả ngay trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình vào đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình đã thực hiện đạt doanh số trên 110 tỷ đồng, trong đó doanh số vé sổ số truyền thống 99 tỷ đồng, các loại vé khác 11 tỷ đồng. Công ty đã nộp thuế vào ngân sách tỉnh 19,2 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch nộp thuế cả năm. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp ngày một khang trang hiện đại. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế một số địa phương còn khó khăn, nên học sinh còn phải học trong các phòng bán kiên cố, phòng học tạm, trong đó tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non và tiểu học. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có trên 7.000 phòng học văn hóa, trong đó có trên 6.050 phòng kiên cố, đạt tỷ lệ trên 76%, còn lại là phòng học bán kiên cố và trên 240 phòng học tạm. Vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại các địa phương, đồng thời tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, bảo đảm các điều kiện thực hiện áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục mầm non. Phấn đấu đến năm 2025, xóa bỏ phòng học tạm, phòng học nhờ và phòng học bán kiên cố. Đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh được kiên cố hóa. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, làn sóng di cư trên thế giới có chiều hướng gia tăng. Tại tỉnh Quảng Bình, việc di cư trái phép cũng đã xảy ra. Có nhiều người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, thậm chí là bỏ mạng nơi đất khách quê người sau khi xuất cảnh trái phép sang các nước. Việc người dân thiếu hiểu biết và thiếu thông tin pháp lý về việc di cư đến các nước khác là một trong những nguyên nhân chính gây nên những hệ lụy khó lường cho gia đình và xã hội. Để kịp thời ngăn chặn việc di cư trái phép và định hướng cho người dân khi có nhu cầu di cư chính đáng, đúng pháp luật trong nước và quốc tế, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình
đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức 5 buổi đối thoại và truyền thông cộng đồng cho hàng trăm người dân tại những địa phương của tỉnh Quảng Bình có số lượng lớn người dân tham gia thị trường lao động ở các nước về những chính sách về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người và di cư trái phép. Qua dự án này, chúng tôi muốn mục đích đó là nâng cao nhận thức cho người dân để người dân hiểu rõ hơn về thủ tục xuất nhập cảnh, về cái thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam cũng như quốc tế, hiểu rõ hơn kênh thông tin, tìm kiếm kênh thông tin di cư an toàn và hợp pháp, khuyến cáo người dân đừng hạn chế thấp nhất cái rủi ro trong quá trình di cư, đồng thời giúp người dân nhận thức rõ hành vi nào được phép và hành vi nào được nhà nước bảo hộ và hành vi nào vi phạm pháp luật nước sở tại cũng như của Việt Nam. Chúng tôi muốn nhằm qua cái hoạt động truyền thông này mong muốn được thông điệp gửi đến người dân hãy di cư an toàn và hợp pháp. Khi có nhu cầu di cư thì hãy tìm hiểu rõ thông tin về thủ tục xuất nhập cảnh, thông tin di cư, cảnh di cư an toàn và hợp pháp. Tại các buổi truyền thông, người dân đã được phổ biến những thông tin bổ ích về các quy định đối với công tác phòng chống di cư, đặc biệt là di cư trái phép sang Australia. Trong đó, xuất nhập cảnh và xuất khẩu lao động di cư trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khó lường. Thực tế, những người di cư sang Australia hầu hết đều bị các cơ quan chức năng của nước này phát hiện, bắt giữ và trả về Việt Nam. Tôi có một thông điệp muốn gửi tới người dân thành phố Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình. Có nhiều cách để di cư an toàn và hợp pháp. Tìm đến với Australia trái phép bằng thuyền không phải là một trong số đó. Chính phủ Australia sẽ đưa trở về những người di cư bất hợp pháp, trong khi những kẻ tổ chức đưa người trái phép qua biên giới không thực hiện được lời hứa và vẫn thu tiền của bạn, đồng thời buộc bạn phải gánh chịu tất cả rủi ro. Hãy di cư an toàn. Ngoài những thông điệp rõ ràng cụ thể mà dự án mang lại, người dân Quảng Bình và những địa phương có nguy cơ cao bị kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo vào việc di cư bất hợp pháp. Tại các buổi truyền thông, đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam và cả cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Bình còn thông tin một số chính sách vay vốn, xuất khẩu lao động an toàn, đúng pháp luật, các thủ tục để vay và điều kiện xoán nợ khoản vay hỗ trợ lao động đi nước ngoài, chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán sang nước ngoài, những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi tham gia xuất khẩu lao động. Sự kiện ngày hôm nay đã thành công rực rỡ. Đó là kết quả của công tác điều phối và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan đối tác tại Quảng Bình và IOM. Các em học sinh đã tham gia rất tích cực, sôi nổi và đặc biệt chăm chú lắng nghe các nội dung truyền tải các thông điệp. Tôi rất vui mừng thấy các em học sinh thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề di cư an toàn. Tôi hy vọng rằng các em tìm hiểu thông tin thật cẩn thận và sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn thông qua việc lựa chọn kênh di cư an toàn và hợp pháp. Những cuộc đối thoại trực tiếp góp phần giúp người dân nắm bắt những thông tin cơ bản nhất để có hướng quyết định phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa có nhiều sự lựa chọn khác nhau khi tham gia di cư ra thị trường lao động xuất khẩu nước ngoài. Tắm sông, tắm biển, vui chơi dưới nước là hoạt động yêu thích nhất của trẻ em khi hè về. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi giờ trôi qua, đuối nước cướp đi sinh mạng của 42 người. Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 372.000 người tử vong do đuối nước. Tại Việt Nam, hiện nay mới chỉ có 30% trẻ em trong lứa tuổi học sinh biết bơi, đặc biệt là có rất ít trẻ có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Riêng tại Quảng Bình, từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2019, đã có 27 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em chiếm khoảng 50% các trường hợp do tai nạn thương tích. Hơn 55% trẻ em tử vong do đuối nước đều sống chủ yếu ở vùng nông thôn. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất. Các vụ tử vong tập trung vào các tháng hè, đặc biệt là đầu mùa hè khi các em chuẩn bị nghỉ hè. Nguyên nhân chủ yếu gây đuối nước ở trẻ em: 1. Do trẻ em chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 2. Là thiếu sự giám sát của người lớn, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi. 3. Là môi trường sống xung quanh của trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước. Giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước là một trong 5 mục tiêu hàng đầu trong chương trình quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ở cấp độ quốc gia hoặc cộng đồng, đuối nước hoàn toàn có thể ngăn ngừa được bằng các hành động thiết thực ý nghĩa được thực thi bởi các cơ quan bộ ngành và ý thức của người dân. Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì và triển khai bước đầu dự án phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam với các can thiệp trực tiếp ở 103 xã, 21 huyện thuộc 8 tỉnh, trong đó có Quảng Bình, do tổ chức từ thiện Blogger tài trợ.
đồng thời tiếp nhận hướng dẫn phòng chống đuối nước của Tổ chức Y tế Thế giới với 6 can thiệp, 4 chiến lược cụ thể. Để phòng chống đuối nước ở trẻ em, rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội và ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình. Cần cho trẻ học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhất là kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi đang bơi. Hướng dẫn trẻ thực hiện đúng các quy định an toàn khi bơi, tuyệt đối tuân thủ các bảng chỉ dẫn và cảnh báo. Tại các gia đình có sông hồ ao nước xung quanh, cần làm hàng rào ngăn cách, biển cấm cảnh báo. Người lớn phải luôn luôn trông chừng giám sát trẻ. Lưu ý, khi gặp tình huống nguy hiểm, trẻ phải kêu cứu thật to, thả lỏng người để nổi lên mặt nước và bơi theo dòng nước để thoát khỏi chỗ xoáy, chỗ sâu và bơi vào bờ. Khi bạn bị đuối nước, tuyệt đối không nhảy xuống nước để cứu bạn, nhanh chóng báo người lớn hoặc vứt dây, phao, sao, những vật dụng có tại chỗ để kéo bạn vào bờ. Hãy chung tay vì sự an toàn của trẻ em trong môi trường nước. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 16 ngày 17 tháng 7. Khu vực thị trấn Đông Lê mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm 48 đến 75%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm 48 đến 76%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm 55 đến 79%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm 49 đến 79%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm 57 đến 77%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm 50 đến 70%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm 50 đến 75%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm 52 đến 71%. Dự báo thời tiết biển đêm 16 ngày 17 tháng 7, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 48 đến 80%.